Vợ Hồng Đăng treo status đừng theo dịch, ẩn ý chồng bị oan, cả gia đình 5 tiếng sâu ồn ào. Anh Đào vẫn xuất hiện vui vẻ bên Hồng Đăng mặc những ồn ào bủa vây. Không chỉ vậy, chị còn không ngại lên tiếng bên vực chồng, đồng thời ẩn ý sẽ cùng nam diễn viên 5 tiếng. Ngày 15 tháng 11, bà xã Hồng Đăng Anh Đào chia sẻ câu nói nổi tiếng, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cụ thể, anh Đào viết, hãy mang đôi giày của tôi và trải qua những thứ tôi từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi thì hãy phán xét tôi. Còn không thì tôi nghĩ bạn nên im lặng, đừng theo dệt và đưa chuyện thêm nữa, cho em cười phát nhé. Được biết đây là câu nói nhằm đáp trả những lời công kích, phán xét, đánh giá của người ngoài cuộc. Dù không rõ bà xã Hồng Đăng đang gặp vấn đề gì, song việc cô dẫn lại câu nói này khiến dân mạng không khỏi tò mò xôn xao. Ngoài ra, anh Đào mới đây cũng đã chia sẻ niềm vui khi quán ăn của mình lúc nào cũng đông khách. Không chỉ vậy, bà xã Hồng Đăng cho biết sắp tới sẽ mở thêm cơ sở mới. Đồng thời sẽ 5 tiếng để mở rộng cửa hàng từ Bắc vào Nam. Thanks các anh chị em đã luôn ủng hộ cho em. Sẽ cố gắng xúc tiến mở thêm cơ sở một cách nhanh nhất. Xin hứa. Nên chị em đừng lo, đừng hối em nhé. Em còn chuẩn bị 5 tiếng đây ạ. Có thể thấy mặt ồn ào của Hồng Đăng, công việc kinh doanh của anh Đào vẫn suôn sẻ thuận lợi và không hề bị ảnh hưởng. Hồng Đăng và anh Đào kết hôn năm 2008 sau 8 năm hẹn hò. Trải qua 14 năm gắn bó, cặp đôi có hai con gái xinh xắn là Tuệ Ân và Bảo Hân. Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Năm 2011, Hồng Đăng từng kinh doanh thất bại. Thời điểm đó, bà xã động viên anh cố gắng bước tiếp, hai vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn, vực dậy kinh tế cho gia đình. Nam diễn viên luôn biết ơn vợ vì bà xã hết lòng chu toàn cho gia đình, cảm thông cho sự nghiệp của chồng. Vợ Hồng Đăng không bao giờ ghen tuông với bạn diễn, dù anh thường đóng cặp với nhiều mỹ nhân màn ảnh. Bản thân nam diễn viên thường ngày nắng về cũng chưa bao giờ để xảy ra tin đồn không hay trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Anh tự nhận mình không lãng mạn nhưng tâm lý, thường chia sẻ việc nhà với vợ. Mặc dù bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, nam diễn viên đều tranh thủ đưa vợ con đi chơi để gắn kết tình cảm gia đình. Vào năm 2020, trong dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, Hồng Đăng từng có bài đăng trên Facebook gửi gắm đến vợ, hãy luôn bên anh nhé, cô bạn cùng phòng. Nam diễn viên cũng được người hâm mộ khen ngợi khi luôn đứng ra bên vực bà xã trước những lời nhận xét tiêu cực. Điển hình như hồi năm 2019, soái ca màn ảnh Việt từng phản ứng gay gắt khi vợ bị dân mạng chê bai về nhan sắc. Về phía bà xã Hồng Đăng, cô cũng thường dành những lời có cánh cho chồng. Cô cho biết anh là người tạo được sự tin tưởng, không bao giờ mang áp lực công việc khi về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, khi được hỏi về vấn đề chênh lệch ngoại hình với Hồng Đăng, bà xã của anh nói, bạn hỏi tôi có tự ti không? Chắc chắn có. Là diễn viên, anh ấy thường xuyên tham dự các sự kiện, quần áo phải sang trọng, đẹp và lịch lãm, đi cùng với nhiều bạn diễn cũng rất xinh đẹp. Về nhà, nhìn vợ mặc đồ thể thao, nhan sắc bình thường, nhiều khi tôi tự hỏi liệu chồng có chán mình không, nhưng anh ấy vẫn động viên, anh thích em đời thường như thế, quan trọng mình phải tự tin là luôn đẹp. Nghe vậy tôi thấy ấm lòng và mọi cảm giác tự ti tự nhiên cũng tan biến. Kết hôn với diễn viên nổi tiếng, bà xã Hồng Đăng luôn biết cách chia sẻ, trò chuyện với chồng để mối quan hệ bền vững. Mỗi khi chồng công tác xa nhà, cô thường nhắn tin hỏi thăm. 14 năm hôn nhân, vợ chồng Hồng Đăng cũng từng trải qua một số trục trặc, nhưng cả hai luôn có suy nghĩ và giải quyết mọi việc ổn thỏa trước khi đi quá xa. Tôi cảm thấy may mắn khi hiểu rằng tình cảm của hai vợ chồng đủ lớn để vượt qua những biến cố khó khăn nhất, cô nói. Gần đây khi Hồng Đăng vướng ồn ào, anh Đào bỏ ngoài tai lời đàm tiếu, tập trung lo tổ ấm và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ngoài ra, cô vẫn thường xuyên có cập nhật trên mạng xã hội từ thời điểm Hồng Đăng vướng ồn ào. Cô từng chia sẻ, sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc, đừng nản lòng, hãy cố gắng lên, hay cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai phía trước nhà mẹ nhím yêu. Cô cũng từng đăng ảnh chỉ còn 44kg và thừa nhận gương mặt hốc hác.